Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. À, Minh Hoàng chào chị. Dạ, chào Minh Hoàng. Rồi chị chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha. Dạ, mình xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước và mảnh ghép yêu thương. Rồi chị tự giới thiệu bản thân mình đi, chị tên gì, bao nhiêu tuổi nè? Thì năm nay là 60 ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chị tên gì? Như tên là Đào Thị Phượng ở quận Đào 7. Đào Thị Phượng. Đào Thị Bích Phượng nhé. Đào Đào Thị Thị Bích Đào Thị Bích Phượng Phượng. sáu. Ở quận 7. Rồi À, 60 thành tuổi. phố Hồ Chí Minh. 60 tuổi, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Rồi chị Bích Phượng nè, chị có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Yeah, đồng ý. Rồi. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Bích Phượng yêu cầu mảnh ghép yêu thương gỡ bỏ video là không được. Đồng ý. Chị Bích Phượng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình. Đồng ý. Hiện nay hôn nhân gia đình của chị Phượng như thế nào? Chị ly hôn chồng chị nay cũng mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi chị ở vậy. Anh với chị chia tay nhau là gần 20 năm rồi ha. Anh Đúng chị rồi. được bao nhiêu người con? À, được hai đứa con, một trai một gái. Chị lớn hết. Rồi hiện nay chị Phượng đang làm công việc gì? Nói chung là chị nhiều công việc, cái nào mà làm có tiền làm, nhưng mà thêm cái nghề phụ với chị đó, như là chị nấu đám, nấu ăn riêng cho em, có đám giỗ, đám tiệc nhỏ nhỏ trong gia đình thì chị cũng lãnh nấu, nấu cũng không lớn, tại chị làm của mình chị, thì cộng thêm một cái nghề phụ nữa là chị cũng là đi dạy, chị là cô cũng đi dạy khiêu vũ đó em. Có nghĩa là chị nhận nấu đám tiệc và dạy khiêu Đó, nói chung là cũng làm bên bất động sản mà lúc này nó đứng rồi, chị cũng làm nho nhỏ đủ đủ ăn, nói chung là nhiều nghề lắm, cái gì làm được thì chị cứ làm ha. Làm bất động sản bây giờ sản luôn rồi hả? sẵn luôn Bây đây. giờ là nấu ăn với dạy khiêu vũ ha. Dạ. Lương cái công việc nấu ăn với dạy khiêu vũ đó thu nhập khá không chị Phượng? Lúc trước thì nói chung là dư giả lắm, mà từ hôm cái vụ mà dịch tới giờ chị làm nói chung là đủ à, đủ 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 xài rồi, chứ nói chứ dư là nó không có dư, tại vì giờ nó khó khăn quá. Hiện tại là ở quận 7 là nhà của chị luôn hả? Chị ở quận 7, bây giờ trên giấy tờ là quận 7, vẫn là quận 7, nhưng mà chị giải tỏa xuống Nhà Bè đây được 8 năm. Vậy là cái nhà hiện tại của chị là nhà của chị hay là sao? Nhà của chị. Gần 20 năm nay chị Phượng có quen được anh nào bên ngoài không? Nói chung là chị chưa có quen được cái người nào hợp ý, cũng có một cái anh, cũng anh nó cũng Việt kiều, nhưng mà thời gian quen mới năm 2015 tới 2016 này, cảm thấy không hợp thì nói chung là chưa có gì, chỉ là mới quen thôi, không hợp thì thôi, thì chị không không có quen ai nhất tới giờ. Chị ở vậy luôn tới giờ luôn ha. Chị Bích Phượng này, chị cao bao nhiêu? 1m55, Cân nặng nặng 55. tròn luôn ha, À, 1m55 rồi, nặng 55 rồi, tròn quay luôn không, chị em nhìn thấy chị đâu hả? có nghe, chị đâu có chờ, tại vì thời gian dịch này chị buồn, chị không có đi
như vậy nó thu nhập nó không có đủ cái xã hội cho mình, rồi ở nhà nó cũng hơi lên cân, nhưng mà không ngày dạy lại rồi mà em cũng thấy đâu có mặt dữ đâu. Đây à, cuộc sống hàng ngày của chị Phượng á, chị có điểm điểm mạnh, điểm yếu gì không? Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình á. ưu điểm chẳng hạn như là cái chị vẫn làm hai công việc đó, ai yêu nấu gì nấu, nhưng mà chị yêu thích nhất là chị làm cái nghề đó. Khi vũ này chị dạy thêm để cho nó có cái chỗ giống như cái sân để mình chơi nó vui vẻ, cho nó vui vẻ cuộc đời mà lớn tuổi còn lại đó. Cái khuyết điểm. Khuyết điểm với chị là khuyết điểm như là chị là không có khuyết điểm. Khuyết điểm là vui vẻ, thích vui vẻ, thích hòa đồng, Cái đó là điểm thích mạnh mà, cái đó là gọi là điểm mạnh mà, cái điểm yếu á. điểm yếu hả, là cái tánh với chị là hơi hơi ít nói, nhưng mà giận người nào đó là ít có nói chuyện. Dặn là không nói chuyện luôn ha. Rồi hôm nay chị Phượng đến với mảnh ghép yêu thương nè, chị muốn nhờ chương trình tìm giúp cho chị nửa cái mảnh ghép còn lại hả chị? Nói Chị Phượng này, chị xem mảnh ghép yêu thương lâu chưa? vậy biết cái mảnh ghép yêu đương hôm tháng 9, 12 tháng 9 vừa rồi. Rồi hôm nay chị muốn chị tự chọn trên những cái video của mảnh ghép yêu thương, hay là chị muốn tự bày tỏ bản thân của mình? Nói chung là chị thấy trên clip của Minh Hoàng có cái anh giao gì đó là 67 tuổi ở Ba Lan gì đó, thì chị thấy ảnh là không có chê lớn tuổi, mà những cái quan niệm ảnh nêu ra thì chị thấy nó cũng hợp, thì chị nhờ Minh Hoàng cách nói chị với anh đó, được thì càng tốt và không được thì thôi, thì chị nhờ Minh Hoàng cách nói với chị tiếp tục. Chị cũng khôn quá, chọn hai lựa chọn luôn ha. Trước tiên là tự chọn mà không được rồi cái bắt đầu pass qua cho Minh Hoàng chọn giùm ha. Rồi. Chơi vậy ai chơi lại trời. Tại vì chị cũng có mình lớn tuổi rồi, mình phải thấy anh này nêu ra những cái ý của ảnh là cũng là giống như cái ý chị, là coi như là thật thà chất phác rõ ràng. Rồi anh giao đó là ảnh đến từ Hà Lan, nhưng mà hiện nay ảnh về hồi hương về Việt Nam, ảnh có nhà ở Đà Lạt á, ảnh bán tạp hóa. Thì chị xem cái đoạn video clip của ảnh kỹ chưa? Chị có xem thì chị nghe, nhưng mà để cái gì nếu mà kết nối gặp ảnh đó, thì có thể chị trao đổi lại, thì cái ý chị là cũng muốn ở đây thí dụ mà có đến một người đó thì mình mướn một cái căn nhà mặt tiền, thì cái ý định chị là muốn mở ra một cái lớp chị dạy mình vừa bán, thí dụ cái nào mình dạy thời gian mình dạy, cái thời gian nào mình cho bạn bè nó thuê rồi nó dạy, ý chị là cũng muốn vậy. Tại vì cái nghề ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cái nghề phi vụ này nó đang thịnh hành. Với lại nó ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng dễ sống hơn. Rồi chị có muốn đi theo ảnh không, ra Đà Lạt không? Chị còn làm ở đây được thì cứ làm, khi nào mà mình không có đường bế tắc đi, nếu mà đường bế tắc thì mới đi, chứ còn làm được thì mình cứ làm chứ. Rồi ảnh cũng đang làm ở Đà Lạt rồi, sao ảnh đi theo chị được đây? Thì nếu như vậy thì cứ đi qua đi lại cũng được, đâu vì mỗi người có một việc làm, ví dụ À, gặp nhau thì rồi làm lâu lâu chạy lên Đà Lạt đổi gió ha. rồi hoặc là anh xuống chị cũng được, tại vì chị cũng có việc làm.
làm mình cứ làm được mình làm, với phần chị cũng còn nhỏ gái đi chung với chồng đó, thì cái ảnh xuống đây cái đi đi về về chị lên lên cái người đó xuống với chị cũng đâu có gì mất tiện. Quan trọng là mình sống, mình quan trọng là mình thương nhau, mình hiểu nhau, mình lo cho nhau là được rồi. Rồi thì cái tiêu chí chị đưa ra muốn chương trình giúp chị kết nối với anh Giao, nhưng mà nếu không được thì mình cũng mở rộng ra để tiếp tục mình kết nối với những anh khác ha. Dạ đúng rồi. Chứ nhiều khi mình chỉ gọi là ấn tượng thôi, chứ mình đúng nói rồi. Mà mình để ý thì cũng nó cũng nghe nó cũng kỳ kỳ ha, mà dạ. Chưa chắc gì mình để ý ta để ý mình nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là chị cũng ngại tại vì lên cái chương trình mà đàn ông là phải tìm đàn bà, còn đàn bà mà tìm ông ấy thì chị cũng ngại lắm. Nhưng mà không sao, cũng là cái chọn lựa và cũng là cái niềm ước mơ của mọi người mà. Ví dụ như mình thấy cái người đó nó có nhiều cái đồng quan điểm hợp với cuộc sống của mình thì mình cũng được quyền chọn chứ đâu có phải nói là ấy đâu. Nhưng mà cái nhiều khi người ta không hiểu, người ta nói mình đàn bà mình đi tìm đàn ông. Nếu mà nói mình Tây Âu thì nó khác. Còn người đàn bà Việt Nam mà nói là đàn bà đi tìm đàn ông thì cũng không hơi ngại. Nhưng mà giờ mình thấy mình cũng lớn tuổi, cái thời gian mà nó trôi qua nhanh quá, mình cũng không biết mình lớn tuổi rồi mình nghĩ con cái mình sau này nó có lập gia đình thì nó cũng đâu có lo cho mình. Thôi chị cũng muốn kiếm một người để mà chia sẻ những lúc bệnh hoạn hay là vui buồn thì có nhau. Đúng rồi, thì lớn tuổi rồi mình chỉ mưu cầu cái hạnh phúc đơn sơ thôi, là về già có người bạn bên cạnh rồi để tâm sự đi chơi rồi, hay là những lúc yếu đau rồi. À, đúng rồi, vậy khi nói chứ mình làm xong rồi về nhà mình đi đâu có mình thấy nó cũng thôi thủi, thấy nó cũng tủi thân. Nhưng mà anh Giao anh nói là cái người phụ nữ nào đến với ảnh là phải về ở chung với ảnh, rồi đến khi anh cũng có nói một câu đến khi ảnh mất thì anh để lại hết tất cả cho vợ. Cái đó mình không biết ảnh có cái của ít của nhiều gì mình không biết, nhưng mà cái tiêu chí của ảnh là như vậy. Nhưng mà không sao, thì chương trình sẽ cố gắng sắp xếp sau khi cái đoạn video clip này đăng lên, em sẽ gửi cái đường link cho ảnh xem và nói cho ảnh biết là có chị Phượng như vậy đó. Thì chờ ảnh quyết định, nếu ảnh đồng ý thì chương trình sẽ báo cho chị Phượng tin vui ha. Còn không thì mình mở rộng ra để đón chờ những cái còn nhiều anh khác đến với cuộc đời chị mà. Đúng rồi. Bây giờ mình tạm gác anh Giao lại tại đây đi. Và bây giờ mình nói cái chuyện câu chuyện mở rộng ra sắp tới nè. Nếu có anh nào đến với chị đó thì chị muốn anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Chị thì muốn từ 60 đến 60 đến 60 đến 65 hay là 70 cũng được, nhưng mà đừng sức khỏe nó còn mạnh. Còn đảm bảo. Rồi. Còn công ăn việc làm, nhà cửa. Công ăn việc làm thì cũng phải có thu nhập đó. Chứ nói chung đó, chị làm thì làm, nhưng mà nói với người đàn ông đến với chị thì cũng phải có tiền, như là đi du lịch gì không có đòi hỏi, cũng như là buồn buồn lâu lâu rồi hai người đi du lịch hay đi dạo phố thì cũng phải có, cũng phải có lo cho chị phần đó. Chị làm thì làm rồi biết. Đâu về thì chị lo hết thì thôi, chị không có khả năng. Đúng rồi, ít ra thí dụ như về lớn tuổi rồi thì cũng phải tự lo cho bản thân được, thì đến với nhau để tìm cái niềm vui cái quãng đời còn lại thôi, chứ còn mà người đàn ông mà đến bắt người phụ nữ lo nữa thì nó cũng hơi kẹt cho chị ha. Kẹt thôi, vậy để vợ mình luôn cho khỏi, ở không luôn cho nó sướng. Đúng rồi. Rồi nhà cửa. Nhà cửa là dạ. Sao?
Thì nhà cửa thì cái chuyện đó thì chị nói là thí dụ cái người đó có nhà thì sau này con chị nó có gia đình thì chị về còn không có chứ đi nhà ảnh ở thì lâu lâu chị qua bên nhà ảnh qua nhà chị gì đó cái còn bên nào thí dụ bên nào cũng có con thì nó cũng hơi khó lòng mình ở nó vui thời gian rồi lỡ thời gian kéo dài thì nó cũng hơi không được vui mình đâu có biết trước mình phải nói ngừa chứ. Ý chị là giống như mình tìm một cái nửa mảnh dạng như giống như là một cái người giống như vừa cũng là một người bạn mà vừa cũng là một người chồng để mình đi qua đi lại thôi chứ còn không cố định ha. Không có định nếu có điều kiện thì mướn này chị nói ví dụ mà chị bây giờ chị cũng mong là chị có cái chỗ thí dụ có điều kiện mướn được cái chỗ nào đó làm ăn được thì chị mở ra một cái lớp dạy khiêu vũ rồi chị bán nước thêm mà trong thời gian chị dạy cái giờ nào rảnh thì chị sẽ nói những cái đồng nghiệp chị ai cần dạy thì chị cho thuê thuê cho như cho mướn thuê lại giờ đó Vậy thì được. nếu mà anh nào có chút xíu điều kiện á thì đến với chị cũng được, hai người thuê cái mặt bằng lớn lớn đó thì hùng vào rồi ở đó luôn, rồi mình vừa bán nước uống nè, Đó rồi vừa dạy khiêu vũ nữa thì cũng khả quan rồi. thì nói cái ý chị nếu được thì càng tốt mà không có được thì cứ đi qua đi lại vậy đó. Chị có thường đi tới những cái phòng trà hát với nhau, đồ hát khiêu Nói chung là chị dạy, mỗi lần mà chị dạy cuối khóa là chị dẫn học trò đi đi thực tập. không? À. Nhưng mà chị thực tập nhưng mà ít lắm mà có đi vũ trường thì thường lâu lâu có đi tại vì dạy khi nó mệt mỏi quá cái học viên nó đi chơi thì khác còn mình dạy nó quanh năm tháng mình dạy đi có mười mấy năm rồi năm ra cũng mệt mỏi rồi ra chị chỉ khi mở nhạc hay tổ chức cái nhà là mở cái nhạc lên để mình tập cho học viên nó đi theo nhạc rồi kỹ thuật thuộc bài là như vậy đó. Học nha, học khiêu vũ đó lâu không chị Phượng? À, tùy theo người có người thì chậm tiêu có người thì mau nhưng mà đối với chị á, thì nói về trong cái ngành mà các thầy cô á, thì chị có chị dạy thì có tâm chị dạy là hết hết cái khả năng chị biết bao nhiêu thì chị đem ra hết thì học viên nào mà chậm lắm nó cũng một phá rồi đã biết rồi đối với chị á, còn chỗ khác thì chị nó không phải vậy. Một khóa là khoảng bao lâu chị? Một phát với chị có thể là nó 10 coi như Một là nếu khóa. mà chậm tiêu một phát là đã biết biết vậy rồi đó nhưng mà cái kỹ thuật á kỹ thuật thì nó chưa có giỏi. Một khóa là bao nhiêu thời gian á, bao lâu? 12 buổi cũng như là 2 4 6 hoặc là 3 5 7 Không, ý em nói là cái một khóa là biết 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 khiêu vũ luôn á là khoảng bao lâu? thì như nói là theo tùy nhưng mà theo chị dạy là có 12 buổi là biết rồi đó biết nhưng mà nhảy không có đẹp thôi Ờ, nếu 12 muốn buổi. giỏi nữa là phải 2 tháng 2 tháng 3 tháng là giỏi. Có lý vậy ta? Vậy mốt rồi chị dạy một khóa bao nhiêu? Một khóa là cũng như là em kèm mình xa gần nhưng mà chị dạy cái giá là cũng bình dân lắm chị dạy không có mắc chị không có dạy mắc giống như mình biết là mình người biết trước là chỉ người biết sau vậy đó đâm ra chị dạy cũng có cái tâm đó chị dạy không có mắc Không mắc là chị lấy khóa là 12 ngày là nhiêu tiền? như em học kèm thí dụ em học kèm là một mình em đi thì gần á thì chị lấy cái giá là chị đi á là nó có tới nhà em á xa gần gần á thì chị lấy 3 triệu xa chút thì chị lấy 3,5 triệu thì chuyện sang xa nữa hay về tỉnh gì đó thì nó khác nữa em Vậy em không có tiền mốt chị dạy miễn phí cho em được không?
đồng ý. Nếu mà Minh Hoàng muốn học là chị tự nguyện ngày xuống dạy không cho em luôn á. Chị dạy là dạy luôn, chị nói thiệt á. Ừ. Dạy là cho em nhảy đẹp luôn á ha. Ok. Rồi, giỡn vui thôi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ là cái việc trước tiên là sẽ kết nối với anh Giao, nếu không được thì chị Phượng sẽ mở rộng ra để mình đón chờ những cái mảnh ghép khác đến với cuộc đời chị. Thì như nãy giờ các anh từ 60 cho tới 65-70 và sức khỏe tốt mà đúng với tiêu chí của chị Phượng đưa ra, thì các anh hãy nhanh tay lên gọi tới số máy chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhau. Nếu mà anh chị cảm thấy hòa hợp thì anh chị tự cho số về mình liên lạc, mình tìm hiểu. Rồi đi đến cái kết quả cuối cùng là do ở anh chị quyết định ha. Rồi, hôm nay mảnh ghép cũng chân thành cảm ơn chị Phượng đã dành thời gian quý báu để chị em mình có cuộc trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Và cũng không quên cầu chúc cho chị Phượng sớm ngày đạt được cái ý nguyện của mình là kết nối được với cái người mình yêu thương để cùng nhau nắm tay đi hết cái quãng đời còn lại. Rồi còn bây giờ chị Phượng có một cái ý nào gửi đến ý chung nhân của mình không? Dạ, chị cũng xin đôi lời gửi cho anh Giao. Nếu anh có đồng ý kết nói với em thì anh nhờ Minh Hoàng. Rồi mình có số điện thoại nhau thì mình tìm hiểu với nhau được, nên mình đến với nhau. Còn được coi như là bạn. Rồi, rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc ha. Dạ. Dạ, mình xin chào Minh Hoàng, Mảnh Ghép Yêu Thiên và cộng đồng bạn trong nước và ngoài nước. Rồi, cảm ơn chị. Trước khi kết thúc video, Mảnh Ghép Yêu Thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị Phượng. Dạ, dạ.